Cô Tô tăng giá vé gần Tết, nghi bắt tay làm giá. Ông Vũ Thanh Minh, Chủ tịch Hội Du lịch Cô Tô, cho biết nhiều hội viên của Hội Du lịch Cô Tô cũng như người dân huyện đảo đang rất bức xúc trước việc liên doanh các hãng tàu cao tốc tuyến Vân Đồn, Cô Tô, gồm 7 công ty khác nhau, đồng loạt điều chỉnh tăng giá vé tàu cao tốc tuyến Vân Đồn, Cô Tô đúng dịp Tết Nguyên đán cận kề. Trước đó vào dịp 30 tháng 4 năm 2019, giá vé đối với người dân và khách du lịch đi tàu cao tốc tuyến Vân Đồn, Cô Tô đã được liên doanh này đề xuất tăng lên mức 250.000 đồng một vé một lượt. Tuy nhiên, trước phản ứng của người dân và sự vận động từ cơ quan chức năng thì mức giá đối với người dân trên huyện đảo được giữ ở mức 200.000 đồng một người, riêng đối với khách du lịch vẫn tăng từ 230.000 đồng lên 250.000 đồng một người một lượt. Nhiều ý kiến cho rằng các cơ quan chức cần phải làm rõ nghi vấn có hay không việc lũng đoạn thị trường giá vé và Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô nên kêu gọi những nhà đầu tư hoặc có chính sách ưu tiên cho các doanh nghiệp đóng tàu kinh doanh tuyến Vân Đồn, Cô Tô để đảm bảo cho việc phát triển du lịch bền vững.